tại ơi. Cái giọng vội là giọng anh đó. Giọng anh đó. Trời đất ơi, tính ra đội mình thử thách đội mình ha. Anh mà... ơi, nãy anh nhép nhép vô cái gì vậy anh? Không biết. Xin chào, Minh Sùi xin hoan chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Sàn đấu ngôi sao. Và ngày hôm nay, hãy cùng Minh Sùi gặp gỡ hai đội chơi. Xin mời. Chủ đề của chúng ta tập tuần này mơ mộng lắm, dễ thương lắm, ngọt ngào nữa. Đêm trăng tình yêu à. Bây giờ đêm trăng tình yêu, mình có cái tên gì phù hợp không? Nhường cho anh chọn trước. Ok, dạ đội mình tên là... Đêm yêu đi ha. Rồi, đêm yêu. Rồi. À, còn đội nhà mình à? Dạ, tình trăng. Trời ơi. Hay quá. Trời, nói chung mà em bắt đầu rối nhẹ. Đêm yêu và tình trăng với Sàn đấu ngôi sao ngày hôm nay. Xin mời quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với những giây phút đầu tiên của Sàn đấu ngôi sao ngày hôm nay với hai đội chơi Đêm yêu và Tình trăng, vòng đầu tiên của chương trình với tên gọi là Nhanh tay lẹ mắt. À, và bây giờ sẽ là 6 mảnh ghép của chương trình. Xin mời. Lượt đầu tiên sau khẩu lệnh hết của Minh Sù là chúng ta sẽ nhấn chuông giành lượt nhé. Hết. Bên đây có chưa? Trời ơi. Xin mời. Số 6. Đằng sau ô số 6 chúng ta sẽ có câu hỏi sau đây. Câu hỏi này sẽ có một gợi ý về đoạn nhạc dành cho nhà mình lắng nghe. Xin mời. Đây là một cái đoạn intro trong một bài hát. Vậy thì ca khúc này là ca khúc nào? A. Vầng trăng khóc, B. Vầng trăng cô đơn, và C. Vầng trăng đơn côi. Em nghĩ là vầng trăng cô đơn. Vầng trăng cô đơn, đáp án B. Dạ đúng. Anh Trực ơi, anh có đang chơi cùng bạn mình không hay là sao ạ? Anh đang nghĩ về cái game khác. Giống như hôm nay giám đốc đi chơi mà có cô thư ký xinh đẹp ở bên cạnh này đó. Không thể sai được. Chúc mừng. Giỏi quá giỏi. Không, đừng buồn nhé em. Cho đau. Và mình có cơ hội mở ra mảnh ghép số 6. Xin mời. Tuyệt vời. Một chiếc ghế đá công viên. Tuyệt vời luôn. Trước tiên cho hỏi nhà mình có muốn trả lời nghệ sĩ ở nhanh hay không. Lưu ý chỉ có một lượt duy nhất trả lời thôi. Giờ mình chơi ô đi. Chơi thôi, ok. Chơi ô đi. Lượt bấm sẽ thuộc về hai đội ngay bây giờ. Sau cái khẩu lệnh của Minh Sù hết cái là người sẽ bấm rồi. Trời ơi. Đó, mời mình chọn ô nào. Em chọn số 5 á, quắc quắc em nhìn nè. Số 5 quắc quắc rồi. Anh chọn cái số quắc đó. Số quắc, ok. Quắc, quắc. Nghe thật là kỹ đoạn nhạc này, xin mời. Em là vầng trăng của anh. Em là... Chết rồi là... Chết rồi. Anh nhéo cái tiếng đi. Bởi vì anh biết cái câu trả lời là em phải đoán tiếp cái từ ở sau cái anh đó đó. Chính xác. Hãy điền vào cái đoạn còn trống trong cái đoạn nhạc vừa rồi. Chúng ta sẽ có 3 gợi ý nha. 4 từ thôi à, dễ lắm. Vầng trăng ước mơ là A. B là vầng mây ước mơ. C là vì sao ước mơ. Bắt đầu. Không phải rồi đó. Anh nghĩ là vầng trăng. Tại vì anh thấy ở trên sân khấu có nguyên cái mặt trăng. Với lại cái quan trọng là cái chủ đề của mình là đêm trăng tình yêu á. À. Cái gì nó cũng dính tới trăng ở trong hết. Nếu mà mình chọn trăng trăng cuối cùng hai đứa mình là trăng trối đó cưng. Vậy thì mình chọn trăng. Trăng luôn. Trăng luôn. Ok. Trăng. Vâng, trăng ước mơ là sự lựa chọn của đội tình trăng. Và đây là sự lựa chọn không chính xác. Dễ gì ăn của ngoại. Dễ gì ăn tiền của ngoại. Bên này chúng ta chỉ còn hai sự lựa chọn thôi. Bây giờ còn 50-50 thôi. Sao liền. Vâng mây ước mơ và vì sao ước mơ. Vì sao đi em ơi. Giờ trăng đó sao. Vì sao đúng không? Trăng sao. Vì sao ước mơ có mang về cho đội nhà mình 10 điểm nữa hay không? Hay là cái mảnh ghép này bị khóa luôn và đây là một sự lựa chọn? Nhấp vậy là đúng rồi nè. Nhấp vậy là... Đúng rồi, nhấp vậy là... Ừ thì đúng rồi, chúc mừng. Là vầng trăng của anh. Em là vì sao ước mơ. Đó.
Thôi bây giờ mình đúng rồi, có thêm 10 điểm nữa. Được. Chúc mừng. Và mình được mở ô số 5. Trời đất ơi. Hấp dẫn chưa? Gì vậy? Nè. Bây giờ có lên trận nhìn kỹ xíu được không? Nè. Đừng có đùa. Chương trình có nghĩ là phải có. Có em. Có nha. Có cái vai kìa. Một bờ vai rất vững chãi. Nhà mình có muốn trả lời nghệ sĩ ứng danh hay không? Hay mình chơi tiếp? Mình chơi tiếp nha. Mình chơi tiếp thì hết. Chứ giờ. Dạ. Đúng rồi, chúc mừng. Chúc mừng. Thấy chưa? Thấy chưa? Công thức nãy giờ đem em gài đúng không? Thôi mệt quá. Bây giờ mình chọn ô nào? Không em, bây giờ mình... Ủa, lúc đầu anh nghĩ á là cái ô nó sẽ theo thứ tự như không, bây giờ dạ, nó nhảy tùm lum rồi. Nhảy tùm lum. Giờ anh chọn. Anh ơi con số 1 nó quá quậy rồi kìa, chọn số 1 đi. Em thích số 1 phải không? Giáo giác quá. Anh chọn số 3. Số 3. Trời đất, câu hỏi như sau. Mở nhạc nữa đi. Mở nhạc. Đêm nay trăng sáng soi làng tôi, một vài cô thôn nữ. Không biết, không biết, không biết, không biết. Em sợ quá. Cái đoạn vừa rồi em không biết. Không biết. Em chỉ giật mình. Ta hãy điền vào đoạn còn trống trong bài hát trên ca khúc Trăng Sáng Trong Làng nha. Và có ba gợi ý. A. Xây lúa lo ngày mai. B. Lên rẫy lo ngày mai. Ủa sao mà đều dữ vậy. Và C. Cày cấy lo ngày mai. Đó, bây giờ mình chọn. Xây lúa. Một vài cô tôn nữ xây lúa lo ngày mai. Lên rẫy. Lên rẫy lo ngày mai. Không, lên rẫy không có vô. Hay là cày cấy. Xây lúa hoặc là cày cấy đó. Chứ cái lên rẫy lắm vô. Mình thấy chị Quỳnh Hoa chỉ mặc cái áo dài vậy, chứ không có lên rẫy được rồi. Nếu mà trong đêm trăng thì em chỉ xây lúa thôi, chứ đâu có ai cày cấy trong đêm. Xây lúa. Xây lúa. Chốt đáp án. Xây lúa lo ngày mai. Chính xác, chúc mừng. Yeah. 10 điểm đầu tiên. Mừng quá mẹ ơi. Bạn nhỏ ơi, bạn có cơ hội mở ô số 3 nữa, xin mời. Trời đất ơi, gọi che cái ai cần lại nữa. Nhìn kỹ vô. Không trả lời thì mình sẽ chơi tiếp. Mình chơi tiếp đi em à. Thì bây giờ cứ hết là bấm. Hết rồi. Ủa? Không, bây giờ em chơi game, em không có nhìn gì hết. Nhìn cái miệng của anh xù không à. Nhìn cái miệng của anh xù không à. Nó nói một cái em bấm liền luôn. Lửa. Để sếp trả lời. Để sếp. Gỡ cái màu vàng. Em sẽ mở cái icon màu vàng cho anh. Rồi, ô số 1. Câu hỏi nằm đằng sau ô số 1 cũng sẽ có một đoạn nhạc gợi ý. Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. Đây là bài hát nào? A. Chiếc khăn gió ấm. B. Cầu vòng khuyết. C. Tìm lại bầu trời. Ra hát đoạn nha. Ra hát đoạn, ra hát đoạn. Yêu rồi vẫn ngồi đêm sau. Sương rơi lạnh ướt đôi vòng vai. 2, 3. Anh chẳng đã không còn nữa. Chỉ còn chiếc cầu vòng khuyết để mình tôi đơn côi. Nói nói là bao lại cầu vòng khuyết. Đã đã đã. Rồi rồi, gọi công ty mình về. Ghê quá. Trời ơi, giống như tiệc cuối năm á anh, với anh Party đâu đó. Không phải, anh Phân Dân không biết tới khi nào anh mới được có được cái phong cách đó. Không bao giờ có được, không bao giờ có cái bụng đó đâu. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Yeah. Và ô số 1, mở. Rất rõ nét và trung thực. Ok. Thôi em nghĩ là mình chơi tiếp đi. Mình chơi tiếp đi, mình không thể nào đoán được cái nhân vật đó. Hết. Ừ. Gì vậy? Anh không quay cái miệng qua đây. Xin được mời đội nhà mình. Em chọn con bé nháy nháy mắt với em á. Bé nháy mắt với em á. Dạ, số 2 đúng không? Số 2 nha. Ok, đằng sau ô số 2 có câu hỏi như sau. Câu này không có nhạc gợi ý. Câu hỏi thôi. Hãy cho biết câu hát cuối cùng trong bài hát Đêm Trăng Tình Yêu là gì? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý nha. A. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. B. Em có biết được trái tim anh yêu mình em. Hay C. Những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Anh có biết được trái tim anh yêu mình em. Em biết đó, em biết chính xác nha. Hay quá. 10 điểm nữa, chúc mừng. Yeah.
bây giờ mình sẽ mở ra ô số 2. Đây. Trời. Bây giờ là tới cái thân. Đoán đại đi anh. Đoán đại nha. Đoán đại đi chứ em nghi vào anh biết bên kia rồi đó. Đúng rồi. Sao không còn số nữa mình chơi luôn, mình mở ô đất ra luôn. Bây giờ em mở cái số nữa nó cũng chỉ có ra cái chân cái tay hay cái gì thôi chứ nó không có ra cái mặt. Ra cái đèn led. À, nếu mà các anh ca sĩ mà lớn lớn tuổi ha, anh Thái Châu. Anh Thái Châu phải gầy hơn người này. Hiện tại nhà mình đang có lượt trả lời nghệ sĩ ứng danh. Nếu đúng mình có 50 điểm cộng thêm một ô số 4 chưa mở nữa là 10 điểm nữa. Và mình sẽ có 60. Đó, nếu sai mình sẽ bị trừ 50 điểm. Trời ơi, chỉ là quay về không thôi. Ca sĩ Ngọc Sơn. Dạ, Ngọc Sơn. Ca sĩ Ngọc Sơn. Tại vì Đêm Trăng Tình Yêu là ca khúc được sáng tác bởi anh Ngọc Sơn. Đây là đáp án chính xác. Tuyệt vời, yeah. Ca khúc Vầng Trăng Cô Đơn ha, cũng là một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn. Và chúc mừng nhà mình có thêm 60 điểm, hiện nay là có 80 điểm, chiến thắng rồi. Trời ơi, ngược dòng ngoạn mục luôn anh ơi. Nhưng nhà mình vẫn không bị trừ điểm gì cả, mình có 30, chúc mừng. Và vòng thứ nhất kết thúc, chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai rất là thú vị và hấp dẫn quý vị thân mến. Vòng thứ hai với tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Quý vị thân mến, chúng ta đang có mặt tại vòng thi đấu thứ hai Ngôi Nhà Của Sói của sàn đấu ngôi sao ngày hôm nay. Và đội chơi đầu tiên đã sẵn sàng tư thế rồi, đội Tình Trăng đang hiên ngang với 80 điểm. À, nhưng số điểm này sẽ được cộng thêm nhiều hơn nữa với việc là mình phải trả lời hoàn toàn chính xác. Anh Đình Toàn, dạ, sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và câu hỏi của chương trình như sau. Xin mời một đoạn video clip gửi. Một quan là xấu trong đời. Ca khúc Trăng Sáng Vườn Chè, Hãy Cho Minh Xù Biết, nhạc sĩ Văn Phụng đã phổ nhạc ca khúc này từ thơ của nhà thơ nào? Chúng ta sẽ có hai gợi ý. Cánh cửa A là Nguyễn Bính, cánh cửa B là Nguyên Sa. Bài này quen. Quen. Biết đâu được nha, biết đâu nha. Rồi, công chúa xuất hiện đồng nghĩa với việc 20 điểm thuộc về đội nha Minh. Yeah, anh ơi hay quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chưa tới gì? Lượt mình ra. Chương trình mà trò chơi cái câu gì mà dễ ẹt. Làm tôi không được làm nghề á. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2, cũng có một đoạn video clip gửi. Xin mời. Cái gì ơi? Em thấy anh Toàn hơi hốt hoảng. Tại cái giọng vội là giọng anh đó. Giọng anh đó. Trời đất ơi, tính ra đội mình thử thách đội mình ha. Anh ơi, nè anh nhép nhép vô cái gì vậy anh? Không biết. Và bây giờ câu hỏi của chương trình như sau. Cho coi hình thôi, mà phải đoán được tên ca khúc này là ca khúc nào. Cửa A là Tình Lúa Duyên Trăng và cửa B, Trăng Về Thôn Giả. Anh thấy cái nhép đó là cái bài gì nhịp nhàng về thôn trang á. Anh nghĩ là Trăng Về Thôn Giả. Rất là dễ bị bẻ gãy cổ. Mình sẽ bẻ gãy cổ không sói? Em thích câu A. Rồi, anh chọn câu B đó. Em thích câu A thì mở câu A đi. Nó chắc quá à. À vậy hả? Khoan. Cái đoạn này giống quay slow motion vậy. Sói. Người ta về rồi kìa. Còn có gặp con sói á. Bà bác. Em gái chịu. Và anh quyết định là anh có bắt được người ta không vậy? Bắt rồi. Trời ơi, quy định là bắt phải giật xuống, nhỏ chạy về nhà rồi trời ơi. Đúng. Vừa lắm. Ủa? Đi ra này, anh ơi, người ta quy định là con sói này người ta bắt được nè. Người ta phải ôm, người ta giật xuống. Đúng, giật xuống. Đúng, 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 đúng. Giật xuống nè, anh phải đè. Đúng không? Rồi anh đánh anh đè. Có luôn hả? Có. Chứ trời, tự nhiên bắt lại cười. Đáng đời, chạy về, chạy về. Tôi đề nghị là bắt cái đội này diễn cho thiệt tôi đi. Cho mở cửa ra, diễn lại giống vậy, sợ hãi hơn nha Ngọc. Sợ hãi hơn nha, rồi đi vô, mở cửa lại nè. Bảo đảm tôi giật ra. Vô đây nè. Coi cảnh tôi giật. Vô đây nè. Rồi bây giờ Ngọc, em chuẩn bị mở nha Ngọc. Yeah. Ok.
Chuẩn bị nha sói ơi. Một. Em chạy chậm, anh cũng chạy chậm nha. Hai. Ba. Ba mở. Mở. Trời ơi, con này con tàu lao con kia đi vô, không có điểm đâu, đi vô tàu lao quá, đi vô tàu lao của con kia luôn á, không có tâm lý luôn á, không có tâm lý bắt luôn á, tâm lý ông xấu chơi cho hợp lý nghe chưa, qua đi đổi con công chúa bắt đi. Và câu hỏi vừa rồi đáp án chính xác của chương trình đó chính là ca khúc Trăng Về Thôn Giả. Dạ xin mời. Người trăng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhẹ nhàng khắp thôn trang, đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lũ dâng sữa ngon đậm tình ta với chàng. Dạ bởi vì là con sói mãi chơi với con mồi, dạ cho nên là không vồ được con mồi xuống, cho nên con sói cũng không có điểm. Thôi cho nó 20 điểm luôn đi. Cho hả? Cho luôn đi. Sao vậy anh? Sao đi kệ nó, thị xã cho nó chạy không nổi. Khuyến mãi nha. Rồi, với một cái tấm lòng bao la rộng lớn của đội Tình Trăng, quyết định dành cho đội con sói dớt giá có 20 điểm. Chúc mừng. Ừ. 50 cho vui, cho có động lực chạy nè. Sẽ có một đoạn video clip, mọi người hãy xem thật kỹ nhé. Xin mời. Ngồi chơi dẫn trăng. Trời ơi, anh làm như có kho tàng ở đây vậy anh, sao? Anh hay cái gì á? Hãy điền vô cái đoạn mà anh hò hét vừa rồi nha. Câu gợi ý của chương trình A là anh Tư, cô Bảy, cô Ba. Câu B, anh Năm, cô Bảy, cô Ba. Giờ anh Tư hay anh Năm? Bây giờ anh hãy nghe nè. Em nói cho anh nghe câu nào sai đi, anh chọn đúng câu đó. Tại em biết chắc con sói nó cũng không dí nổi anh hết trơn á. Ok, vậy thì em sẽ nói cho anh cái câu mà, cái cửa mà anh cần phải mở là cửa này. Cửa đó. Anh hãy mở ra cái cửa chính xác nha. Mở cửa không chính xác là sẽ gặp con sói đó. Được. Là có bị cholesterol không? Có bị mỡ không? Nhiều không? Cái sói này á là mới nuôi mới lớn, giờ ra mắt mẹ chưa biết gì cho á. Chưa biết gì. Mà sao nuôi cái gì mà kỹ quá, mập quá, chạy không nổi. Con sói á người ta ăn thỏ chứ đâu có ăn con dòi không? Ra thì có cái này như con dòi á, không ăn được. Không ăn được thì không có điểm. Dạ, chúc mừng đội Tình Trăng. Ngồi chơi dẫn trăng anh năm cô bảy cô lần lần từng nghe ngân nga cô hát câu về trong bàn rộng cánh tre. Yeah, sao giờ sói thắc mắc gì? Bây giờ đừng có bắt, mày đổi chương trình một chút được không? Riêng cái tập này thôi. Ừ. Cho luôn cái gì hết tôi chọi đi. Dạ được, ok. Nhiều khi mà tôi có thắng á, bắt là không được rồi đó. Tình Trăng đang có 100 điểm. Đội Đêm Yêu đang có 50 điểm. Sẽ hoán đổi vị trí và lượt chơi sẽ là đội Đêm Yêu. Xin mời. Quý vị thân mến, sau khi biến hình xong, đây. Câu hỏi thứ nhất sẽ có một đoạn video clip gửi ý. Xin mời. Chết rồi. Đêm này các bạn không đi vắng. Khoan nha, không phải nha. Cái đó là cái đoạn nhạc đánh lừa thôi. Ủa? Chứ không phải là đoạn nhạc đó, bài đó bài hát thiếu nhi. Coi là coi khẩu hình miệng của ca sĩ á. Đúng, bình thỉnh. Rồi, đây là ca khúc nào? Đó là câu hỏi của chương trình. A. Trăng sơn cước. B. Trăng rụng xuống cầu. A hay B? Lên. Đúng rồi. Tại vì cái này là sơn cước là rõ ràng rồi. Là mấy cô sơn cước, sơn nữ. Đúng rồi, sơn vậy là A là sơn cước. A là sơn cước. Còn B là trăng rụng xuống cầu. Đúng. Rồi bây giờ anh á chạy đi. Anh chạy đi, tại em thấy anh chạy rất là vui. Hai. Anh chạy đi. Hai. Yeah. Và đây là công chúa. Công chúa có mời. Mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng thắm. Dù cần càng vui càng uống, đắm say men nồng tình duyên. Tuyệt vời, hoàn toàn chính xác. Công chúa tặng cho cái búa. Vô. Dạ thôi,
20 điểm nữa dành cho đội Demil, chúc mừng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Chúng ta cũng sẽ có một đoạn video clip gửi, xin mời. Trên sông sâu đôi mái chèo nhẹ hoang, người hương tôi đẹp như ánh trăng. Và bây giờ hãy điền vô cái từ còn trống này đó. Từ đó là từ gì? Đơn giản, A là vàng, B là ngàn. Trăng vàng hay trăng ngàn? Thật ra trăng vàng thôi, còn trăng ngà là phải nói về trăng ngàn hay trăng ngàn anh? Trăng vàng hay trăng ngàn? Ngàn là trên nước non, trên núi. Quê hương tôi đẹp như ánh vàng trăng vàng. Ở trăng vàng cũng được, mà ngàn cũng được. Đúng. Đẹp như ánh trăng ngàn. Không được, trăng ngàn, tại vì ngàn ở trên núi em. Ngàn, ngàn là trên cao. Hồi nãy thấy thuyền đồ sông. Đúng rồi, đồ ở đồng bằng là phải là vàng rồi chứ không có đúng. Ngàn. Ê, hồi ẩu à. Đâu cho mọi cái búa ai vậy bụi mẹ mày bụi rồi giỏi kết thúc dịch vụ massage, mình có 20 điểm. Trên sông sâu đôi mái chèo nhẹ hoang, người hương tôi đẹp như ánh trăng ngàn. À, trăng ngoan, trăng ngàn. Cái bài này là hát về nguyên đất nước, mà ngồi trên chiếc thuyền vậy thôi. Thôi bây giờ sói đã có 20 điểm nữa rồi, mình ráng lên, ráng lấy 20 điểm này nha. Câu hỏi tiếp theo xin mời video clip gửi. Em đứng bên đây nha. Em cái gì đây vậy? Đứng bên đây nha. Ok. Lộng lẫy nha, hoành tráng nha. Đó, rất là nhiều người xuất hiện nha. Cho Minh Xuân hỏi, đây là bài hát tên gì? A. Chị Hằng, B. Thằng Cuội. Trời ơi, chị nhỏ. Nguyên một đám thiếu nhi chắc chắn là chị Hằng rồi, không thể nào mà tao mặc đó mặc đồ chú Cuội được. Đúng cái gì? Cái bài hát này tên gì anh ơi? Em nói nghe nè. Về bài về chân trung thu á. Có bài nào về chị Hằng đó? Cái bài chỉ có bài về chú Cuội thì có. Thằng Cuội là cái bài hát thằng Cuội bông trắng trắng có cây đa to có anh thấy chị Hằng vậy chứ thật ra là thằng Cuội đó, không có bài hát chị Hằng. Tỉnh táo lên khó lắm, khó đúng rồi, khó lắm có bài. Giờ đứng không chạy luôn. Vợ tôi đâu, bước ra coi. Không, em ra chơi đi với chị. Em ra chơi đi với chị. Em rất là hiên ngang nha. Vợ ta đâu, bước ra coi. Hoàn toàn chính xác đáp án thằng Cuội. Đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng đội Đêm Yêu có 20 điểm nữa. Dạ, 90 điểm là điểm số của đội Đêm Yêu. Yeah. 120 điểm là điểm của đội Tình Trang. Cuộc đấu vẫn chưa kết thúc tại đây. Chúng ta vẫn có cơ hội lội ngược dòng chiến thắng. Vòng cuối cùng mang tên gọi đặt cược, xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng cuối cùng, vòng đặt cược của sàn đấu ngôi sao dành cho hai đội chơi ngày hôm nay. Demil đang có 90 điểm và Tình Trăng đang có 120 điểm. Và chúng ta sẽ có 3 lượt đặt cược hoàn toàn khác nhau. Sau khi lệnh bắt đầu thì chúng ta sẽ nhấn chuông giành lượt đặt cược cho đội của mình. Và bây giờ, đó, cái khẩu lệnh của em là em sẽ rải rác ở đâu đó cái từ khóa đó. Mọi người không để tay vô là chậm ráng chịu nha. Để cái tay vô. Bắt đầu. Đó. Không phải là từ hết nha, từ hết là vòng 1 thôi. Vòng 2 là từ gì à? Cái gì? Bắt đầu hả? Ừ, chúc mừng. Với đâu cái gì? Giành được lượt đặt cược, chúng ta đặt cược bao nhiêu trong câu hỏi của giờ mình? Giờ sao cho sếp quyết định đi, giờ toàn bộ tài sản công ty là 91 điểm đó. Giờ sếp muốn cược bao nhiêu? Ban đầu mình cược nhẹ nhẹ thôi để bằng bên kia thôi. Cược quá người ta bị khớp. Cược 30 để lên bằng. Câu hỏi đặt cược 30 điểm như sau. Trong ca khúc Đêm Trăng Tình Yêu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, hai người yêu nhau đã trao nhau hoa gì? Cành hồng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới chân, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Nhân tình là thấy có hòa rồi. Tình nồng cho tay đánh tay, cành hồng cho tiếng ngất ngây.
tiền này cho em thì mãi không bao giờ phai. Như vậy không? Canh hồng là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hoàn toàn hợp lý, mình đang có ngang bằng số điểm của đội Tình Trăng, 120 điểm. Chúc mừng. Rồi bây giờ đúng, bây giờ mình phải để tay tiếp. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu. Ừ, đúng rồi, có cái từ bắt đầu là bắt đúng là câu hỏi. Vậy thôi, bây giờ mình đặt được bao nhiêu? 50 đồng ý luôn. Câu hỏi đặt cược 50 điểm như sau: trong ca khúc Ca Dao Em Và Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, người cắt nửa vầng trăng dùng làm gì? Hết 15 giây bắt đầu. Làm con đò nhỏ. Làm con đò nhỏ. Chúc mừng nhà mình hoàn toàn chính xác. 50 điểm nữa. Nhà mình đã có 170. À, nhưng bên đây bây giờ mình ráng mình bấm, đúng không? Để mà mình có cái cơ hội mình lội cái ngược cái dòng, hiểu không? Để mà mình lấy cái cúp, hiểu không? Thì sau cái khẩu lệnh đó thì mình cứ bấm thôi. Ủa, anh đang chờ lắm luôn á. Khốn. Thiệt luôn á, bắt đầu á. Trời ơi. Cuộc 10 điểm. Tại dù anh có trả lời sai bên em cả 10 điểm cũng không được gì hết trơn. Trời, nó gửi ra nghĩ gì kì cậu vậy? Ủa, nghĩ gì vui vậy bạn? Ủa, chết rồi, xin lỗi sếp nha, em đi vô. Xin lỗi sếp nha. Bây giờ mới tài lanh thiệt. Bây giờ mới tài lanh nè. Bây giờ này. Như anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ mình đặt ít thôi. Để cho dù mình thua thì bên kia có được. Trời ơi, con bé ơi. Con bé ơi. Đây con bé, con mái tóc đuôi gà. Đạp xe trên phố, kêu đông người qua. Nhỏ lành quá. Đầu tiên, đồng đội tôi nghĩ là nên đặt 10 điểm thôi. Dạ, nhẹ nhàng thôi. Bởi vì nếu mình thua thì bên đây mình còn 160. Dạ, mình vẫn bên kia 130 là cùng. Nhưng không, tôi nghĩ là mình chơi phải có tình cảm hơn. Đúng, hợp lý. Tôi đặt 20 điểm. Để chi? Nếu như chúng tôi thua thì bên tôi 150 và các bạn theo sát nút 140 cho nó quá. Đẹp. Tôi thất vọng. Tôi thất vọng 20 điểm. Hay quá. Và nếu như chúng tôi vui, chúng tôi sẵn sàng nhường quyền trả lời cho đội bạn. Sẵn sàng trả lời. Và câu hỏi với việc đặt cược 20 điểm của đội Tình Trăng như sau: xin mời một đoạn nhạc gợi ý. Vậy thôi hả? Ủa, cái này là nhạc. Rồi, anh giả bộ trả lời sai đi. Để anh trả lời. Đó. Sếp mà trả lời câu này em tự nộp đơn nghỉ việc. Bây giờ nói nhỏ vô lỗ tai em đáp án là gì. Sao em qua bển em kêu sếp trả lời thử coi coi sếp trả lời đúng không. Ok, em nghe đáp án rồi. Có nói và mời anh trả lời. Nếu như trả lời đúng thì mình có điểm thôi. Ủa, câu hỏi là câu hỏi gì? Bài gì hả? Đây là bài hát. Mời nhạc lại. Bởi vì chỉ biết cái bài này cái lời tầm 7 thôi. Lời dễ nát thôi. Tại sao không nói bây giờ mới nói. Kiểu kiểu gì đó mà không thể không phải bài này rồi. Cái đó không tầm 7, cái đó vui. Tầm 7 là cái phần đoán 7 nè. Đây. Vô nè. Vô nè, đây vô. Là bài hát gì? Mà nãy ai bấm mà giờ. Thôi mệt quá, khỏi trả lời đi. Quá trời câu giờ rồi. Quá trời câu giờ rồi. Mời đội nhà mình đáp án là bài này là bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, chốt không? Dạ, anh có cùng đáp án không ạ? Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Và đây là một đáp án chính xác. Mà coi như là thắng đậm ngày hôm nay luôn. 190 điểm, chúc mừng đội Tình Trăng. Trời biết em mình đúng là 30 cho 200 không? Né cái chữ đậm được không? Em đồ chứ cái đậm quá. Thắng thôi. Mời đội công ty hai thành viên lên đây. Mời đội Tình Trăng lên đây. Dạ. Nhận chúc của chương trình. Và đây, trong giây phút long trọng này, chúng tôi cũng không có gì hơn bằng lời chúc mừng chân thành nhất đến từ chương trình này. Và các bạn phải thật sự may mắn khi có một người sếp lãnh đạo ở đây sẽ trao cúp cho các bạn. Dạ, mời sếp ạ. Lấy luôn thôi anh. Sếp. Vô tặng quà cho người ta. Phải đi từ dưới của đàng hoàng. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Chánh Trực đại diện cho đội thua lên trao cúp cho đội thắng.
em nói thầy. Và đi theo sau đạo diễn cánh trường ngày hôm nay là cô thư ký xinh đẹp Kiều Anh, hơi tài lanh cho nên mới thua cuộc ngày hôm nay. Xin được chúc mừng. Pháo bông á trời, trời pháo bông đẹp, pháo bông to bên này, pháo bông bên đây. Tuyệt vời. Pháo bông. Dạ. Hay quá, hay quá. Con này đam mê làm đạo cụ đó mọi người. Đó là chương trình có tâm. Quá tuyệt vời. À, một cái kết rất đẹp. Dạ vâng. Thế là xin được cảm ơn anh Cánh Trực, cảm ơn anh Đình Toàn, cảm ơn Minh Ngọc, cảm ơn Kiều Anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nghệ sĩ ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là sẽ gặp các nghệ sĩ trong những cái tập khác của chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao. Chúc mọi người sẽ luôn luôn vui như thế này, khỏe mạnh và chúng ta sẽ thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp nghệ thuật của mình nhé. Còn bây giờ, Minh Xù, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại.